gặp gập thành hình vuông Samsung chuẩn bị trình làng. Theo Bloomberg, Samsung đã làm việc với nhà thiết kế thời trang người Mỹ Tom Brown để tạo hình cho dòng điện thoại gập mới, nhằm thu hút đối tượng người dùng yêu thích vẻ sang trọng. Sản phẩm mới sẽ bao gồm một camera selfie ở bên trong cùng với hai camera ở bên ngoài. Vì điện thoại gập xuống dưới thay vì hướng vào trong nên nó sẽ có hình dạng giống như bất kỳ điện thoại thông minh nào khác, cho phép các ứng dụng Android chạy ở trạng thái bình thường thay vì theo màn hình kích thước phù hợp của Samsung Galaxy Fold. Galaxy Fold từng dự kiến ra mắt hồi tháng 4 nhưng sau khi các phóng viên dùng thử điện thoại phản hồi lỗi màn hình của thiết bị này ngay trước ngày phát hành chính thức, hãng Samsung đã thu hồi lại sản phẩm cũng như hoãn ngày ra mắt. Cho đến nay, Samsung tuyên bố lỗi kỹ thuật của Galaxy Fold đã được khắc phục và nó sẽ trình làng vào tháng 9 này. Chiếc Samsung Galaxy Fold này sẽ có giá 1980 đô la Mỹ, khoảng 46 triệu đồng. Nếu thông tin trên là chính xác thì phiên bản nhỏ hơn của Galaxy Fold sẽ có thiết kế tương tự như Galaxy Note 10 cộng khi có cùng kích thước màn hình 6,8 inch. Nhờ đó với kiểu dáng gập được. Những người dùng yêu thích sự nhỏ gọn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi di chuyển.